Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ad Việt Nam. Cho Ad hỏi các bạn điều này nha. Sau 2 năm sống chung với đại dịch, bạn đã thay đổi thói quen của mình như thế nào? Có phải là bạn chuyển từ làm việc tại công ty sang làm việc online ở nhà không? Hay là lớp học cũng chuyển địa điểm từ trường về nhà? Kèm theo đó là phải mày mò cách dùng cả loạt ứng dụng học online như Zoom chẳng hạn. Rồi thì cả chuyện ăn uống cũng gọi ship nhiều hơn, shopping online nhiều hơn phải không nào? Đại dịch đã làm thay đổi khá nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta. Và một trong những điều đổi thay lớn nhất được thể hiện ở việc chuyển đổi số trên cả nước, khi mọi thứ đều phải gắn liền với chữ online. Không một quốc gia, tổ chức, cá nhân nào có thể đứng ngoài tiến trình chuyển đổi số, và bối cảnh dịch bệnh là điều kiện thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhanh hơn, mạnh hơn. Việt Nam đã nắm bắt rất tốt cơ hội này để phát triển công nghệ số, thậm chí còn trở thành hình mẫu lý tưởng để các quốc gia trong khu vực học hỏi. Trong buổi tiếp đón Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Thế giới ITU Sao Hollin vào chiều tối ngày 13 tháng 10, ông Sao Hollin cho hay, theo thống kê của ITU, chỉ số tiếp cận mạng của Việt Nam ngày càng cao và đã nhanh chóng vượt lên trên Philippines. Tổng thư ký ITU cũng đánh giá cao khi Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số và kịp thời nắm bắt cơ hội cho nó phát triển. Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong đã xây dựng được một chương trình chuyên đề về chuyển đổi số quốc gia được chính phủ phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ mới. Việc Ngài Thủ tướng tới dự sự kiện của ITU cũng cho thấy tầm quan trọng của chuyển đổi số tại Việt Nam. Đây là điều kiện đặc biệt quan trọng mà nhiều quốc gia khác không có được. Ngoài ra, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành chương trình với tầm nhìn 10 năm sẽ thay đổi toàn diện đất nước về chuyển đổi số quốc gia, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nhận thức về chuyển đổi số, song hành cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Đây là điều kiện thuận lợi để Việt Nam chủ động khai thác triệt để các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ mang lại. Về vấn đề này, Bộ trưởng Truyền thông Thông tin Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công cuộc chuyển đổi số, Việt Nam hãy là nước đi đầu. Và vì chúng ta đi đầu thì chúng ta bứt phá vươn lên. Chuyển đổi số không phải là cuộc cách mạng của công nghệ, mà là cuộc cách mạng về thể chế. Thể chế cần đi trước một bước và được điều chỉnh linh hoạt để chấp nhận những cái mới. Công nghệ mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình mới. Chỉ có đổi mới sáng tạo, Việt Nam mới thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Ông Sao Hollin cho biết, các thành tựu của Việt Nam cũng vượt ngoài khu vực Đông Nam Á và có thể so sánh với các quốc gia phát triển khác khi có tới hơn 10 thị trường nước ngoài. Chẳng hạn như Viettel, dù đầu tư và gia nhập sau tại Myanmar, nhưng đã nhanh chóng vươn lên thành nhà cung cấp số 1 tại quốc gia này. Việt Nam cũng đã lựa chọn đường đi đúng đắn khi tự chủ công nghệ. Tổng thư ký ITU cho biết, Việt Nam đã vươn ra thị trường nước ngoài, sử dụng thiết bị công nghệ do Việt Nam sản xuất. Đây là điều tôi muốn các thành viên của ITU khác học hỏi Việt Nam, bởi các bạn không chỉ đầu tư thành công. Ngoài ra, Việt Nam còn xem xét tạo điều kiện cho mỗi nhà mạng sẽ có tập trung ưu tiên riêng trong chiến lược của mình để tận dụng tối đa nguồn lực hiện có, cũng như tối ưu đầu tư để mang lại lợi ích cho Việt Nam. Tổng thư ký Sao Hollin còn gửi lời cảm ơn chân thành tới những hỗ trợ to lớn của Việt Nam tới ITU trong thời gian qua vì công cuộc chuyển đổi số toàn cầu. Năm 2020, chứng kiến sự phát triển rất nhanh của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, cả nước hiện có khoảng 58.000 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động, tạo ra hơn 1 triệu việc làm. Riêng năm 2020, đã có tới 13.000 doanh nghiệp công nghệ số mới ra đời. Không chỉ gia tăng về số lượng, các doanh nghiệp công nghệ Việt cũng đang ngày càng cho thấy tầm ảnh hưởng của mình lên đời sống kinh tế, xã hội. Ví dụ như với Base.vn, từ một startup chỉ có 5 người vào năm 2016, đến nay đã nắm trong tay hàng loạt nền tảng mở với 50 ứng dụng chuyên biệt, giúp số hóa quy trình, nghiệp vụ cho rất nhiều công ty, tổ chức tại Việt Nam. Đáng chú ý, có tới hơn một nửa trong số các doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu được bình chọn tại giải thưởng top 100 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN là khách hàng của công ty này. Đặt trong bối cảnh của cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp, trong nền kinh tế là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy năng suất lao động. Theo kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tính cho cả giai đoạn 2020-2030, trung bình mỗi năm, chỉ riêng kinh tế số đóng góp từ 7 đến 16,5% trong 100% tốc độ tăng trưởng năng suất lao động tổng thể,
đủ thấy vai trò của kinh tế số và chuyển đổi số là rất quan trọng đến năng suất và hiệu quả của nền kinh tế. Đây chính là động lực mới cho cải thiện nhanh chóng năng suất lao động. Việt Nam theo kịp xu hướng chuyển đổi số trên thế giới, thậm chí vượt qua các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho năng suất lao động và nền kinh tế phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao vai trò của ông Zhao Houlin với tư cách là Tổng thư ký ITU trong gần 2 nhiệm kỳ. Đồng thời cảm ơn ông đã dành cho Việt Nam vinh dự 2 lần liên tiếp tổ chức hội nghị và triển lãm thế giới số. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã đề xuất một số sáng kiến với Tổng thư ký ITU. Cụ thể là mỗi quốc gia thành viên ITU nhận lấy một sáng kiến của chính quốc gia đó hoặc theo gợi ý của ITU và thực hiện sáng kiến đó bằng nguồn lực của mình. Khi thành công thì ITU sẽ phổ biến ra toàn cầu, huy động được thêm nguồn lực của 193 quốc gia nữa. Nếu 193 quốc gia thành viên mỗi năm có một sáng kiến thành công thì ITU sẽ có 193 sáng kiến vĩ đại. Tôi nghĩ đấy là một sự thay đổi rất lớn. Bộ trưởng cũng chia sẻ, ví dụ Việt Nam đang thực hiện giải pháp để thúc đẩy nhanh phủ sóng 5G bằng cách huy động các nhà mạng cùng chung tay đầu tư. Như vậy, chi phí đầu tư của từng nhà mạng giảm đi và Việt Nam sẽ có chung một mạng 5G toàn quốc chỉ trong một năm. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng khẳng định thêm, Việt Nam đang lên kế hoạch thực hiện sáng kiến này vào năm 2022. Và nếu thành công thì nhất định sẽ chia sẻ với ITU, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên toàn cầu. Cũng theo kế hoạch thì lịch trình tắt sóng 2G được đề nghị là vào năm 2023. Theo ước tính, vào đầu năm nay, số lượng các khách hàng dùng thiết bị cầm tay 2G đã ở vào ngưỡng dưới 5%, một con số rất thấp. Theo đó, chính phủ và các nhà mạng sẽ mua thiết bị 4G để 5% người dân thay thế cho 2G. Như vậy, cũng sẽ thuận lợi hơn cho việc chuyển sang mạng 5G sau này. Thực tế cho thấy, đúng như ông Zhao Houlin đã nhận định, Việt Nam rất coi trọng quá trình chuyển đổi số, thể hiện tầm nhìn xa về tương lai phát triển của Việt Nam nói riêng và nhân loại nói chung sẽ không thể nằm ngoài xu hướng này. Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất là vào tối ngày 12 tháng 10, đích thân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu lễ khai mạc Hội nghị và Triển lãm Thế giới số 2021 với chủ đề Chung tay xây dựng thế giới số. Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng số do Việt Nam xây dựng. ITU Digital World là sự kiện thường niên lớn nhất có quy mô toàn cầu của ITU, một tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc với 193 quốc gia thành viên. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, sâu sắc chưa từng có, đặc biệt do những tác động của đại dịch COVID-19. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và quá trình chuyển đổi số trên toàn cầu đặt ra cả cơ hội và thách thức đối với các quốc gia. Tuy nhiên, chắc chắn chuyển đổi số là hướng đi đúng đắn, vừa đảm bảo trạng thái hoạt động bình thường mới trên không gian số, vừa góp phần phục hồi kinh tế với sức khỏe và sự an toàn của người dân luôn được đặt lên trên hết và trước hết. Chính phủ Việt Nam coi hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, các nền tảng số quốc gia là yếu tố then chốt và đang nỗ lực tăng tốc lộ trình chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, chính phủ luôn tin tưởng lực lượng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng đối với việc triển khai thành công tiến trình này, để kinh tế số Việt Nam phấn đấu chiếm hơn 20% tỷ trọng GDP quốc gia vào năm 2025 và phấn đấu đạt 30% vào năm 2030. Trong bối cảnh thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, công nghệ, dịch vụ số đã chứng minh được những lợi thế về tính linh hoạt, tạo môi trường thuận lợi cho các ý tưởng, sáng kiến để vượt qua khó khăn, thích ứng an toàn với đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế bền vững. Chính vì vậy, Hội nghị Bộ trưởng đã trao đổi thảo luận, tổng kết những sáng kiến số có hiệu quả trong phòng chống COVID-19 của các quốc gia trong thời gian qua, chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm hay, bài học quý cho các quốc gia khác nhằm giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời, đưa ra các dự báo và khuyến nghị để chủ động thích ứng với những rủi ro khác trong tương lai như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và các biến đổi bất định khác. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã xác định một trong những quan điểm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phải đổi mới tư duy và hành động, chủ động nắm bắt kịp thời,
tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế để cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững, phát triển kinh tế số, xã hội số. Coi đây là một nhân tố quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Từng bước vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19, Việt Nam đang nỗ lực không ngừng tự đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục là thành viên tích cực, chủ động và là thành viên có trách nhiệm của Liên minh Viễn thông quốc tế, luôn đồng hành, hợp tác cùng các quốc gia, các tổ chức, doanh nghiệp để xây dựng thế giới số. Chuyển đổi số ban đầu đến từ những điều rất gần gũi trong cuộc sống của mỗi người, như thói quen sử dụng các ứng dụng và sản phẩm online chẳng hạn. Rồi nó phát triển trở thành một vấn đề vĩ mô, ảnh hưởng tới cả nền kinh tế của đất nước từ lúc nào không hay. Điều tuyệt vời là Việt Nam đã sớm nhận ra được xu hướng đó và thực hiện những chính sách chuyển đổi số hiệu quả, trở thành hình mẫu lý tưởng để các nước trong khu vực noi theo. Các bạn có cảm thấy tự hào khi biết được tầm nhìn chiến lược của chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số hướng tới phát triển kinh tế số không? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn ở bên dưới video này nhé! Nếu bạn muốn biết thêm nhiều thông tin đáng tự hào nữa về giải đất hình chữ S của chúng ta, thì hãy nhấn đăng ký kênh S Việt Nam và bật chuông để liên tục cập nhật được các video mới nhất trên kênh YouTube của chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng S. Xin chào và hẹn gặp lại!